Cửa hàng Audio Bãi An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay cửa hàng chúng em giới thiệu đến quý vị một đôi loa Mỹ dòng Noi. Đó là cặp RSL Canoga. Những dòng RSL thì nó đã đi vào huyền thoại. Những đôi RSL luôn cho ra cái tiếng bass rất nặng, rất sâu, rất là hay. Loa 3 đường tiếng, một bass 25cm, một chung giấy 10cm và một chép đơm. Thùng gỗ lạng cực kỳ nặng nha. Kích thước thùng là chiều ngang 37, chiều sâu 32 và chiều cao 64cm. Đôi loa còn đẹp trên 90%, cực kỳ đẹp. Cái vân gỗ lạng cực kỳ đẹp ha anh em. Bát màng trắng rất là đặc biệt, rất là sang trọng. Logo RSL ở đây. Phía sau có hai tinh chỉnh nha, giấy khai sinh của nó còn luôn ha. Bitcoin System Limited Warranty. Em báo giá luôn là 7.200.000 đồng cho đôi loa RSL này. 7.200.000 đồng, cái giá rất đẹp để sở hữu đôi loa này. Hay vượt tầm giá, đôi loa hay vượt tầm giá đó anh em. 7.200.000 đồng, ship toàn quốc và không bao phí ship ha. Và em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video clip. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi được những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Và nhấn subscribe, chia sẻ để cửa hàng chúng em có nhiều động lực làm nhiều clip test gửi đến quý anh chị và các bạn. Xin cảm ơn.